Hello. Vâng. Hơn 300 nghìn cái máy này. Quá ngon rồi đúng không bác? Trong cái hôm 12 tháng 12 ấy, em có săn được cả một chiếc máy này nữa này. Đây, cho bác xem nhá. Cái này là cái sau đời sau của cái này. Cái này là cái 3DSLL. Cái mà có thể chơi được game 3D ấy. Đó, em không rõ lắm nhưng đọc sơ qua là như vậy. Đấy, thì em mua cái này với mức giá chỉ có 1,1 triệu thôi các bác nhá, chỉ có 1,1 triệu thôi. Đây này, đó, hôm khuyến mại này 3DSLR chỉ có 1,1 triệu thôi. Đây, và bây giờ em sẽ mở hộp nó nhá, bởi vì ngày hôm đấy mua được hai cái máy này ấy thì về bóc này ra thấy ưng quá rồi, bởi vì có hơn 300 nghìn một chiếc này. Giá bình thường các nhà khác bán là tầm 700, mà em mua được hơn 300 nghìn có là như gần như là giảm 50%. Cái này thì không được giảm nhiều đến mức 50%, nhưng mà em thấy là các bên bán ấy thì thường thường bán với giá tầm 1,8 triệu. 1,8 triệu đấy, mà em mua thì chỉ có 1,1 triệu thôi. Cả tiền vận chuyển vào nữa thì mới là 1,139 triệu các bác này. Đó, bây giờ em sẽ mở hộp nhá. Đây, nó có ở Việt Nam cũng đơn giản như vậy thôi. Hàng dễ vỡ. Ok, hàng dễ vỡ. Bọc cẩn thận. Khá chặt. Đây. Có vẻ như màu hơi nam tính một chút nhỉ? Màu hường. Ok nhá. Đây, phụ kiện thì kèm theo một cái này thôi. Một cái cổng cắp sạc. À, cái này là cái sạc 2 trong 1 này. Cái này là có thể sạc được được cho cả cái máy hôm trước em mua là DSLite này. Đúng rồi, cái này sạc cho DSLite được này. Cái này đây. Cái này là cái cổng sạc cho 3DS này. Đó. À, cái này sạc cả hai liền. Cái này là 3DS và cái này là DSLite nhé, cái này là đời sau. Cái này là hiện đại hơn thì giá hiện tại đang các bên khác đang bán em thấy là bán là tầm 1,8 triệu, mà em mua thì chỉ có 1,1 triệu thôi. Đó, tương đối là rẻ. Tương đối là rẻ các bác nhá, rẻ hơn tương đối là nhiều bởi săn được sale. Đó, thì thiết kế bên ngoài thì nó cũng giống giống so với phiên bản DSLite này, cũng là mở ra này và hai màn hình như này. Đó, có gì không? Đây, cũng là mở ra nhá. Đây, màn hình khá là xước nhưng mà do là người ta dán rồi. Đây, bóc cái dán này. Đây, bóc cái giá này nhá. À, đó, bóc cái giá này đẹp này. Có đẹp, rất là đẹp. Đó, đây là phiên bản 3DSLR xuất sang thị trường Nhật Bản ấy. Em được biết là con bản 3DSXL là xuất sang thị trường Mỹ, còn đây là LL xuất thị trường Nhật Bản. Sản xuất vào năm 2010 2011, khoảng 10 năm rồi, khoảng 10 năm rồi. Chiếc DSLite này thì sản xuất vào năm 2006, sau cái này bốn cái trước cái này 4 năm. Đó, về thiết kế thì cơ bản nó giống nhau thôi, có một bút ở đây. Đây nha, có một bút ở đây này. Đó, một cái bút màu đen ở đây. Không biết là bút gốc của nó có đúng màu không hay là bút gốc chỉ là màu đen thôi. Bên này có một khe cắm thẻ nhớ này. Bên này có một khe cắm thẻ nhớ. Và thì Phòng có tặng theo em một cái thẻ nhớ, cho em một cái thẻ nhớ 32 GB nhé. Thế bảo là cài được game hết vào đây rồi, máy này cũng được hack rồi, không cần phải chơi băng nữa. Đó. 3DS thì nó sẽ chơi ở băng là cái thẻ nhớ này. Đây, bên này là cổng bật wifi. Đây là cổng volume này, jack volume này. Đó. Tai nghe 3.5 rút RRL này. Cái này có cả trang bị camera luôn. Đấy, hai camera 3D ở đây. Còn cái DSLite này không có. Đây, em sẽ mở lên nha. Đây, sẽ đang khởi động này. Đây có một cái cổng để cắm thẻ của 3DSLite này luôn. Đó, bởi vì là cái sản phẩm này có thể chơi ngược nên đôi là người ta làm rất hay, cái là người ta có thể chơi ngược được đây. Đó là chơi ngược được game của đây, nó nhận game của máy DSLite này. Thì ở đây nó cài sẵn game, có một cái này các bạn này, có một cái gọi là FEI ấy. Các bác nghe kia không?
FBI thực ra đây là cái phần mềm để hack. Phần mềm này là phần mềm hack, là chúng ta có thể cài, các có thể download game ở trên mạng với dạng file là CA và cài vào được. Đó. Đó, phần mềm tên là FBI và cài cài game với dạng định dạng là đuôi là .ca luôn. Đó. Liên quan đến cục tình báo liên bang Mỹ và cái gì ạ? FBI là cái gì ạ? Đó của Mỹ luôn. Nó đặt cái tên rất là thú vị. FBI và CIA. Đó là khi các bác download về cái thẻ nhớ này thì các bác có thể cài được cái file game FBI và CIA vào đây. Tí chút này em sẽ lên trên mạng em download em cài thử cho các bác xem luôn nhé. Đó, bác nào chưa biết thì em sẽ làm cho các bác xem luôn. Nó dễ bởi vì em có tìm hiểu qua này, bởi em có kỹ thuật về kỹ thuật về những cái này mà em sẽ biết, mà em chưa dùng bao giờ nhưng em sẽ biết. Đó, cái sản phẩm này thì chơi game có thể 3D được. Ở đây nó có một nút gạt lên 3D này. Khi gạt lên này. Và nếu mà biết nhìn thì nó sẽ cảm tưởng như là những cái icon này, nó sẽ nổi ra ngoài luôn nhé. Đó. Chơi được rất là sướng. Đó, cảm tưởng như là cái này nó sẽ nổi ra ngoài, trên camera sẽ không nhìn thấy đâu, nhưng mà cầm trên tay thì các bác sẽ biết được là nó sẽ như thế nào. Đó, nó sẽ nổi hẳn ra ngoài luôn. Rất là hay luôn. Đó. Đây thì cài Angry Birds này. Các bạn thử Angry Birds xem nào. Ui, nếu mà để 3D cảm tưởng như cái này nó bay ra mặt mình luôn này. Đấy, cái nút này thì có thể gạt 3D được. Chơi 3D thì hơi đau mắt và tốn pin một chút. Nếu bạn nào chưa quen. Đấy, gạt cái này đi, tắt 3D đi, còn 2D thôi. Đó. Cái này thì trên điện thoại có luôn. Nó có hai màn hình nhé, một màn hình dưới để chúng ta có thể cảm ứng được này. Màn hình trên thì nó sẽ hiển thị mục chơi game. Đó. Ok. Mình sẽ thoát ra nhé. Mình chơi được một cái game mà độc quyền trên sản phẩm này. Chỉ có cái Mario xem như thế nào. Đây có một game Mario 3D này. Đó, tắt 3D thì đau mắt quá. 3D thì khó nhìn đau mắt quá. Đó. Máy này. Ôi, game này bị lỗi rồi sao ấy. Bị lỗi rồi. Thôi ok. Bây giờ thì em sẽ xóa hết đi và em sẽ cài lại hết theo ý của em. Chứ những cái game này em thấy có vẻ như là bị lỗi như cái game này. Đây này. Và bị lỗi này. Đó, bị lỗi này. Bây giờ em sẽ cài lại nhá. Vâng. Thì sau mấy tiếng tìm hiểu hay cả buổi trưa để ngồi tìm hiểu thì em được biết là để cài game trước máy này rất là đơn giản thôi. Đó thì ở đây nha, các bác phải để ý nhá. Đây này, hiện tại nó tháo thẻ nhớ này. Đấy, em cắm thẻ nhớ và nó sẽ có game ở đây. Thì là cài game là chúng ta sẽ cài lên trên thẻ nhớ luôn. Và có thẻ nhớ càng cao thì cài càng tốt, và định dạng thẻ nhớ là phải là FAT 32. Bởi vì em có lấy một cái thẻ nhớ 64GB của em ấy thì nó lại không có FAT 32 mà nó chỉ có EX FAT thôi. Thế thành ra sẽ không lắp được vào máy này. Đó, phải là có FAT 32 thì sẽ lắp được vào máy này nhá. Đây, thì các bác để ý nhá, bắt buộc là cái này nó phải có một cái phần mềm ấy. Đó là cái hack full rồi thì nó sẽ có một cái là cái FBI này. Bây giờ em nói qua ấy, thì khi tháo cái thẻ nhớ ra để nó có thể nó dễ dàng nó có thể nhớ thì cái FBI nó không bị mất. Thì nó ai full hack full rồi. Đó thì bây giờ là tìm game để cốt vào đây để chạy, thì game để làm được cái để chạy cái máy này ấy, để cài được vào cái FBI ấy, thì nó có định dạng đuôi là .ca nhá. Đó, bây giờ em có vừa đào về một đống là game của nó tương đối nặng, game nhẹ thì vài chục mê, vài trăm mê, game nặng nó vài ghi cơ. Đây, bác một sao lại cái đọc thẻ nhớ của cái deadline đây. Đó, em có cái này người ta tặng cho em hơi sướng luôn, mua có 300 được cái này. Đây, cắm thẻ nhớ của chiếc 3DS vào đây. Đó, sau đó cắm vào máy tính thôi. Đấy nhá. Bây giờ sẽ mở máy tính lên và khi em cắm thẻ nhớ này, cái thẻ 32GB này, em sẽ format thẻ luôn để cho nó nhanh.
Để cho tí tỉ chiếu game của em thôi. Đó, bởi vì cái game của nhà bán hàng thì bỏ qua. Đây. Đó thì định dạng là cái ấy phát này và cái NTFS sẽ không sử dụng được cho máy 3DS đâu nhá, mà chúng ta phải để các bác phải để là phát 32 này nhá. Đó. Ok, sau khi format là phát 32 này. Đó. Đây, lắp để nhớ thì nó sẽ lắp lại mới này. Đây thì hiện tại là bây giờ đã mất hết game rồi đúng không? Đó, bây giờ có file. Đây, khi mà chúng ta vào cái phần mềm FBG này, này. Đó, thì nó sẽ có đọc thẻ nhớ đây, vậy thẻ nhớ em đang trống nhá. Bây giờ em có file game rồi nhá. Đây, thì em có download rất là nhiều game. Đó, các bác thấy gì không? Hiện tại em đã có download rất là nhiều game, khoảng hơn 16GB. Đây, vừa download xong đây, đây, Pokemon các thứ này. Đây, có rất là nhiều trang để chúng ta có thể download về được. Đây, toàn hơn GB này, GTA 19 này. Đó, các bác thấy không? Đấy, em có download rất là nhiều game ở đây. Ok. Đây, có sao đây này. Bây giờ em sẽ cài thử một game cho các bác xem nhé. Cài thử game này nhẹ cho nó nhanh nhé. Em cài cái có một cái Super Mario 3D và em thích cái đấy đây. Có hơn 200MB thôi. Em copy vào cái thẻ nhớ luôn. Đó. Ok. Đấy nha, bây giờ lại lắp vào đây. Thế là bây giờ tháo được thẻ nhớ đột xuất nó bị đơ rồi. Bật nút nguồn này, bật lại tắt đi này. Bật lại này. Này khởi động hơi lâu, có lẽ là do hack. Thế tại như cái đi ba, như cái đấy like khởi động nhé, chắc là do hack, nó khởi động hơi lâu. Bây giờ phải bật lại rồi. Đó, bảo FBI nha. Đây này, chúng ta chọn cái này lên xuống này, chọn SD này, đó, game 3D đây. Ấn vào cài và xóa luôn. Ấn yết này. Đó. Thì nó sẽ tiến hành cài đặt thẻ nhớ luôn. Đó đây các bác thấy được giả không? Chỉ cần download.ca là có thể cài đặt được. Và trang để download.ca ấy thì lên trên mạng rất nhiều, một toàn trang ở Việt Nam. Và đặc biệt là em thấy cái trang Hero Game này này. Thì bên các bạn ấy cũng vừa bán máy và vừa có phần mềm luôn. Em thấy rất tương đối nhiều game. Đó. Ở trên này thì có một rất là nhiều này, tổng hợp 1.000 game. Tổng hợp 1.000 game.ca mà cả các máy GBA, GBC, SNES, VGN các thứ này. Đó thì các bác có muốn chơi game GBA, chơi hoài cổ thì các bác vào đây các bác down.ca để cài thẳng vào máy 3DS luôn. Và rất là dễ đúng không? Đây, ở trên này các bác có game 3DS này. Có game CA của... Đâu em xem nào. Đấy, có game CA của 3DS luôn. Rất là nhiều đây. Mà toàn game khủng thôi, game nổi tiếng ở Việt Nam thôi. Đó, Angry Birds các thứ này. Đấy, thì em cũng vừa lên ở trên trang này em đào và cũng vào một số cái trang khác em đào thì em đào rất nhiều ở đây. Đấy các bạn nhìn này, em đào được khoảng 30GB đủ cài vào cái thẻ nhớ này luôn. Có rất là nhiều game khủng, giống như game kinh đô thị công tầm hơn 2GB này. Game FIFA này, tầm 1GB 6 này, thì khi FIFA thì... nó chỉ có FIFA 15 thôi. Đó. Rất là nhiều cả PES này. PES này chỉ có đến PES 13 thôi. Vì cái máy nó đã lâu lâu rồi, mà game từ cái thời đấy rất nặng như này rồi, thì chúng là rất khủng. Nó còn có khi nó còn phải ngang ngửa với game của máy PS Vita ấy. Đó. Bây giờ Nintendo loại xịn nhất là lại Nintendo Switch rồi. Thì game của Nintendo Switch khỏi phải nói là điện thoại không thể bằng được máy pin, thậm chí nó ngang ngửa PS4. Đó thì cứ đào về là copy vào thẻ nhớ là cài thôi, là xong. Rất đơn giản đúng không các bác? Đó, chờ cái cài xong em mở thử game lên chơi thử nhá.
Đây là cái xong rồi ba. Đó, còn ok chưa? Thoát ra màn hình chính. Đó, nó báo luôn là có phần mềm mới này. Đây. Đó, có ba gì đâu. Game Mario 3D này. Đó, ok này. Đó, cái này nó không bị lỗi. Cái vừa giờ bên bán hàng nó cài chứ nó bị lỗi bố này. Theo cô chơi được mà em rất thích chơi game 3D của Mario này. Mua Nintendo chỉ là chơi Mario thôi mà. Ok, ok. Loa chất lượng loa bình thường thôi. Hai loa hai bên. Không to lắm. À, bật ba đây là gì cái này sướng cực luôn. Nhìn nó như chúng ta nhìn ra một cái cửa sổ ạ. Ba này không hoàn chỉnh luôn. Nhìn hơi đau mắt. Nói chung chơi 2D hơi dễ thôi. Nó qua cái gì à? Đó, nói chung là cài game này rất là dễ rồi. Mà game rất là khủng nha. Cái này chơi mua có 1 triệu. Em mua có 1 triệu mốt mà chơi ngang nửa mấy cả một chiếc PS Vita là 42 triệu. Khá là ngon đúng không? Ok nhá. Thì nếu các bác nào biết chi tiết về cái máy này mà các bác muốn hướng dẫn chi tiết về cách cài game ấy thì em sẽ làm một cái video riêng hướng dẫn về cài game ở chiếc máy này và cũng như là chiếc máy DS Lite cũng như là chiếc máy Nintendo Wii luôn, bởi vì em có về em nghiên cứu cài game nên thấy rất là dễ. Nếu các bác nào không biết phải ra tiệm cài mất tiền, nếu các bác muốn cài các bác cái cùng em sẽ làm một video hướng dẫn nha. Đó, đơn giản vậy thôi. Các bác xem mà thấy hay cho em một like nha. Cảm ơn xem clip, chào tạm biệt các bác.